Một bất động sản nằm kế dãy nhà phố thương mại của BKMX Trân Thành Bình Phước và nằm kế trục đường D2, với độ giới của trục đường này là 40m nha quý vị. Trục đường D2 này kết nối với lại đường cao tốc Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trân Thành, kết nối với lại đường xuống cao tốc Trân Thành Gia Nghĩa Đắk Nông. Và đặc biệt hơn nữa, vị trí bất động sản của chúng ta được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng và diện tích là ngang 5 sâu cho 30, đất ở đô thị full thổ cư nha quý vị. Nằm kế dãy nhà phố thương mại của BKMX, chạy thẳng hướng này 300m chúng ta tới trục đường D1 rộng 50m và chúng ta di chuyển là 250m chúng ta tới khu nghiệp BKMX ạ. Đó, trước mắt chúng ta là khu nghiệp BKMX đã hoạt động và hiện tại mật độ phủ kín lên tới 40%. Ở đây chúng ta có thể thấy ạ, hạ tầng kết Singapore và ở đây có 5.000 căn nhà ở xã hội để thu hút người dân về đây lao động và ăn ở sinh hoạt tại khu vực này. Thì BKMX đã làm tất cả những hạ tầng để kéo người dân về đây. Và việc của chúng ta đầu tư và chờ thời sinh lợi nhuận thôi nhé quý vị. Vị trí bất động sản nằm ngay đây quý vị ạ. Chúng ta thấy cái ngã ba trước mặt. Đó. Rẽ phải lô đầu tiên, kế lô góc. Và ưu điểm của bất động sản này là có hai mặt tiền nha quý vị. Một mặt tiền hông là đường bê tông 2m và một mặt tiền đường nhựa 16m. Điện đã có, nước sạch đã có, biển báo tên đường đã có và chuẩn bị cấp sổ nha quý vị. Thời điểm này là thời điểm tất cả hạ tầng đã hoàn chỉnh và chuẩn bị có sổ trong tương lai ngắn này thôi. 4 đến 6 tháng thôi. Kế công nghiệp, kế dãy nhà phố thương mại, điện đã có, nước đã có mà giá hiện tại nha quý vị, giá hiện tại nha. 7XX chúng ta sở hữu được bất động sản này rồi. Quý hàng quan tâm tới bất động sản này liên hệ ngay Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để chúng ta nắm bắt cơ hội đầu tư bất động sản khu nghiệp và đô thị. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.